Hello, xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nguồn Review. Thì sau rất nhiều ngày mà mình phân vân thì cuối cùng hôm nay mình cũng sẽ lên clip về một sản phẩm mà các bạn cứ mong chờ mãi, cứ dục dã mãi, cứ thắc mắc mãi. Nhưng mà mình hôm nay sẽ lưu ý với các bạn luôn là mình review cái bản đầu tiên luôn, chứ mình chả review gì được cái bản mới cả. Đầu tiên thì cũng xin thứ lỗi các bạn là bởi vì là nhà quá nghèo và không đủ tiền để mua sáp mới. Cái thứ hai rằng là gì? Mình ở góc độ là một fan sưu tầm thì với con Northern Light hoặc là nói chung với những người mà muốn tìm một cái sản phẩm hướng ẩm thì Northern Light này của C-Revel thực sự không gây lại ấn tượng với mình. Nó có rất là nhiều thứ mà không gây lại ấn tượng với mình, bởi vì nếu mà nó sản phẩm hướng ẩm và nó tạo rít thì cái sản phẩm này thực sự ra mà chưa thực sự cho người ta một cái cảm giác quá thỏa mãn. Còn nếu mà nói về việc là một sản phẩm tạo kiểu chung chung thì chúng ta có thể tìm tới những cái sản phẩm tạo kiểu khác, không nhất thiết phải là Northern Light. Tuy nhiên thì mình muốn giới thiệu cho các bạn bởi vì rất lâu rồi mình chưa trải nghiệm con Northern Light này. Thậm chí rằng là có rất nhiều người sử dụng con này thích ngay từ bản đầu tiên cơ, nhưng mà với mình thì mình không ấn tượng lắm với nó. Thì đây các bạn sẽ được chiêm ngưỡng Northern Light của Sierra Rebel. Chúng ta vẫn có những cái hình ảnh thiết kế như Sierra Rebel bình thường. Chúng ta sẽ có slogan hướng dẫn sử dụng ở phía bên trái, slogan và mã vạch. Tiếp đến phần giữa sản phẩm chúng ta sẽ có tên thương hiệu, logo của thương hiệu này, hình gạch kéo này, tên sản phẩm, hình ảnh sản phẩm đến tên sản phẩm. Sau đấy bên cạnh tên sản phẩm sẽ có chất của sản phẩm. Mình không rõ là cái anh founder của C-Revel lấy cảm hứng cái tòa nhà này ở đâu, nhưng mà bởi vì nói là Northern Light với cả tự nhiên có cái tòa nhà to đùng này giống giống như một cái biệt thự người ta ở trong tiếng Anh hay tiếng Pháp có từ mansion, thì không biết là có hay mansion gì đấy, đọc nó như nào mình cũng không rõ nữa. Thì đại khái không biết là đây có phải là cái kiểu giống như kiểu cái cảm hứng từ phim Gatsby không, không rõ như thế hay là kiểu khác nữa. Nhưng mà đại khái rằng gì, khi mình nhìn vào cái thiết kế này thì bản thân mình đầu tiên thì nó thật ra thì cái hình ảnh với mình thực ra thì cũng không ấn tượng, và vẫn chỉ ấn tượng bởi cái cách chọn màu sắc rồi cái chất liệu metallic người ta làm được. Còn nói về Northern Light, nếu mình nhớ không nhầm đấy là hiện tượng cực quang ở Bắc Cực, tức là nó sẽ xuất hiện ở hai đầu của trái đất. Và mình thực sự ra cũng là một fan cứng, không hẳn là của kênh Thế Giới Động Vật ở Discovery, nhưng mà đại khái rằng là trong mục tiêu của cuộc đời mình sẽ có một lần nào đấy mình muốn đặt chân tới Bắc Cực để xem cái ánh sáng xanh lờ mờ nhìn trông ảo vãi chưởng này. Nhìn trông ở trên ảnh, ở trên Google thôi đã thấy đẹp rồi các bạn, chứ đừng nói những việc là xem từ tận mắt, thật nó hùng vĩ lắm, nó to lớn lắm, nó ở trên cả trời, bầu trời luôn cơ mà. Mà cái đấy không phải nơi nào cũng có luôn. Thế là lúc nào mình cũng đặt ra mục tiêu cho bản thân mình là sau này mà có tiền ấy, thì thực ra thì chắc là cũng không cần mua nhà, mua xe gì nhiều cho cam đâu. Mình cứ sẽ bách tiền để đi, đầu tiên là đi xem cái ở Bắc Cực nhá, xong rồi sẽ có những cái tour đi châu Phi chẳng hạn, nhìn trong kiểu thế giới động vật thiên nhiên hoang dã, xong rồi kiểu với cái trò hay ho tiêu khiển khác ấy mà kiểu như Việt Nam không thể có được chẳng hạn. Thế thì kiểu như là ai cũng chỉ sống như một cuộc sống cơ bản thôi, xong rồi kiểu người ta phấn đấu kiểu Rolls Royce rồi hay là dinh thự nghìn tỷ trăm tỷ kiểu thế, nhưng mà cảm giác kiểu ai cũng ở trong một cái hộp ấy, từ cái hộp gạch sang một cái hộp kim loại nào đấy, xong rồi đến một cái hộp ở trong suy nghĩ luôn. Thế nên là cảm thấy rằng là nói sao ta, nếu mà thực sự không đem tiền để ra đóng góp một cái giá trị cho xã hội thì mình thấy nhiều tiền chả điểm gì thật. Còn bây giờ quay lại vấn đề review sản phẩm thì chúng ta vẫn có cái thành phần ở phía bên phải, địa chỉ, trang web, trọng lượng. Trọng lượng ở đây thì lại khác so với bản Grey God hôm qua mình review cho các bạn, thì nó ghi là 4 oz 113 gram. Thì không rõ rằng là cái định lượng này C-Revel lấy thế nào, nhưng đại khái rằng là ghi chung chung 100g thì có chết ai đâu. Đó. Thì cái bản Grey God là bản gần đây hơn là cái bản bản này khoảng 2 năm rồi.
Nên là hôm nay mình review cho các bạn thì nó cũng sẽ sai lệch cái phần nào, có thể nó sẽ bị khô lại và nó sẽ có độ giữ nếp cao hơn so với bình thường. Nhưng mà mình thì nói chung là review chung chung để các bạn hiểu rằng là cái hướng của Northern Light sẽ như thế nào. Thì đầu tiên là ấn tượng về mùi với mình thì cái mùi này vẫn giữ được trong khoảng 2 năm rồi. Cái này là cái mình thích nhất ở trong những cái sản phẩm nước ngoài, và mình cứ đặt ra một câu hỏi là tại sao sản phẩm Việt Nam rất ít khi mà người ta làm để giữ được chất mùi của sản phẩm lâu đến như vậy. Đầu tiên thì vẫn rất là cereal. Mình ngửi đây mình giống như kiểu là lại có một chút mùi cam như hôm qua mình miêu tả ở đây gót. Nhưng mà thực ra thì nếu mà ngửi lướt qua thì mình giống kiểu một cái mùi bánh ấy, mùi bánh quế, bánh cam gì đấy đại khái thế. Nó không thực sự đem lại cái sự quyến rũ, không thực sự đem lại cái sự ấn tượng. Nó chỉ đơn giản là đem lại cái sự mới mẻ và một chút nào đấy cái sự tò mò. Thì bản thân mình thì không có nhận xét tiêu cực gì với mùi này. Tuy nhiên rằng thì hy vọng rằng là các bạn không kỳ vọng quá nhiều về cái hình hình tượng cái mùi của nó. Tại sao mà mình không lên trong web mình đọc những cái nốt mùi? Bởi vì như thế này, mình có một cái tư duy rằng là mình chơi nước hoa là một cách tương đối. Khi mình đọc nốt mùi thì tức là mình sẽ nhớ rằng là cái chai nước hoa này sẽ có cái nốt mùi, thế mà mình cố tìm kiếm nó. Nhưng mà nếu mà mình như thế thì mình tải cho các bạn rất khó để hình dung. Và nó kiểu nó rất kiểu nó học thuật và nó theo kiểu là cố gắng để thể hiện ra để mình biết. Chứ còn nếu mà để cho các bạn dễ hình dung, mình bản thân mình là người review, mình phải đặt mình vào vị trí của các bạn. Tức là mình không đọc một cái thông tin gì hết, cái gì ghi trên hộp thì biết ở trên hộp vậy thôi. Tức là một cái người sử dụng mấy tất nhiên toàn không biết gì về sáp cả, có thể là có trải nghiệm qua loa về sáp thì đứng lên đây review cho các bạn, làm clip cho các bạn kiểu kiểu như thế thì nó mới khách quan được. Chứ còn nếu mà mình biết rõ thông tin 10-10 thì thực sự ra mà nói nó rất là nó sao nhỉ, nghe nó rất là nhàm chán, nó kiểu như là ai cũng thể nói được, chỉ cần bạn đọc và bạn có một chút một cái lọ sáp thì các bạn có thể nói được như kiểu một chuyên gia vậy. Thì thực ra thì mình không muốn trở thành một chuyên gia như vậy, mình muốn trở thành một người hiểu người tiêu dùng nhiều hơn. Bởi vì những cái người gọi là người tiêu dùng đấy mới là người nói sao ta, người phần đông nhiều hơn là cái người mà ui dồi ôi, cái mùi này em không biết, mùi này mùi nọ mùi kia, nó phải thơm, nó như này như kia. Thực ra không phải đâu các bạn, người chơi ấy, người ta rất là kén chọn và người ta tiêu dùng nó cũng rất là kiểu quái thai dị hợm. Thế nên là kệ người chơi, mình là người dùng thì mình quan tâm tới việc gì mình cảm thấy như thế nào, mình thích như thế nào. Thì có thể là bản thân mình sẽ không có nhiều kinh nghiệm mà mình sẽ bị dùng sai ấy. Nhưng mà bất cứ một ai đấy hoặc một hãng nào đấy bắt buộc phải luôn phải cởi mở với khách hàng rằng là mọi ý kiến đóng góp của anh đều đúng, và đúng ở trên góc độ nào thì phải hiểu như thế này. Nên là hôm nọ, hôm qua, hôm kia, nói chung là khi mà lên clip này thì cũng được mấy hôm rồi, mình có đi đổi cái vòi của chai bia hơi cho một ông em ở trên kênh YouTube này. Thì nói chung rằng là ông em cái kiểu rất là ngạc nhiên, bảo là ơ thôi em gửi tiền ship. Thì thực ra thì vốn dĩ ông qua của mình những cái dịch vụ về đổi trả thì nếu mà ở trong nội thành Hà Nội và những cái quận mà mình có thể đi được thì mình sẽ trả miễn phí, mình sẽ hỗ trợ miễn phí. Còn nếu mình không đi được thì mình sẽ gửi ra hàng tiết kiệm và tính phí theo cái biểu phí của giao hàng tiết kiệm, chứ mình không lấy thêm một xu nào. Cái kiểu tiền phải phí này mới đổi hay phí kia mới đổi được. Thì thậm chí rằng là một cái câu chuyện rằng là OKR từ khi mà mình tiếp quản cả Treasure nữa, cả David Hope nữa, tất cả nói chung ở trong OKR Group ấy, mình thậm chí còn đi xin khách hàng sản phẩm lỗi để mình đổi cho sản phẩm mới. Mặc dù là nếu mà đổi sản phẩm lỗi thì lỗ lòi mắt luôn, nhưng mà nó để mà các bạn thấy rằng là gì, cái vấn đề xử lý cái sản phẩm ở trên thị trường có thể là nó bị hỏng và không phải là hãng nào cũng kiểu bất tử. Nhưng mà vấn đề là gì, người ta chịu giải quyết được cho các bạn và người ta tôn trọng những cái người mà kể cả không biết mà kể cả là mới toành và kể cả là biết rồi hay như nào đấy. Thì cái tâm thế của một cái người sử dụng sản phẩm và cái người tạo ra sản phẩm nó phải có một chút gì đấy tương đồng với nhau. Đừng quên mình cũng từng là khách hàng trước khi mình tạo ra một cái sản phẩm nào đấy. Thì đấy, thì bản thân mình ngửi cái mùi này thấy nó cam cam, kiểu bánh quy cam. Thì đấy là những cái gì mà mình có thể liên tưởng tới. Và đây, chất sáp survival của mình để 2 năm rời nhá, để 2 năm rời. Các bạn nhìn nhá, mình không có ý nói là hạ thấp ai, nhưng mà để mà nói rằng là gì, có rất là nhiều người hay nói giỏi, nhưng mà những cái việc cơ bản như thế này thì lại không làm được.
Đây, đưa cho quý vị. Quý vị có thấy rằng nó bị cứng lại không ạ? Có bị cứng lại không ạ? Có bị khô lại không ạ? Và mình sẽ cho các bạn thấy cái cách xoa sản phẩm nhé. Mình không dùng chút lực nào nha, các bạn nhìn tay mình nha, rất là nhẹ nha, mình đang kéo rất nhẹ thôi nha. Cực kỳ nhẹ luôn, mình mà kéo nhẹ người khác cứ như kiểu là xoa hờ như là gió thoảng qua ấy. Đó, mình đã giải thích rất nhiều lần rồi, tay mình không khỏe đâu. Lực kéo của tay mình hoàn toàn không khỏe, nên là đây các bạn nhìn này. Đó. Thì nói chung chúng ta sẽ có như thế này. Một cái sản phẩm lấy ra thì chuẩn pết luôn, hơi cứng cứng hơn cream một chút mà không đến nỗi cứng nhắc như kiểu clay hoặc là wax. Đây, chuẩn pết luôn. Xoa ra tay rất là đơn giản, nhẹ nhàng lắm, thích. Mỗi tội mình không thích cái mùi này, mùi này nó ở giữa gu của mình là ví dụ phần đáy mà gu của các bạn là phần đỉnh, thì kiểu này nó ở giữa giữa, mình không ưa nó lắm. Dùng thì miễn cưỡng là được thôi, nhưng mà việc ưa nó hay không thì cũng không hẳn. Thì khi xoa lên tóc cái mùi này, nhất là khi, bây giờ mình đang xoa lên tóc ướt nha, cái mùi này rất là tỏa. Nhưng mà mình nhấn mạnh ra là cái mùi này sẽ không làm mọi người khó chịu đâu. Bởi vì nó có vẻ hương hơi gỗ gỗ một chút và pha giữa cam, nhưng mà thực sự ra mà nói nó cũng không quá khó chịu. Nó chỉ khó để nhận biết thôi. Cái kiểu tâm lý của các bạn sẽ như thế này này. Tại sao mà mọi người ở trong đất nước Việt Nam mình, là khách hàng người Việt Nam, khi mà dùng sản phẩm sáp thì họ thường đòi hỏi những cái mùi đơn giản. Bởi vì là những cái mùi đơn giản, ví dụ như mùi hoa quả, mùi A, mùi B, gì C gì đấy, thì mọi người sẽ dễ hình dung ra hơn. Mọi người sẽ dễ hình dung ra hơn vì mọi người sẽ thể hiện cái đấy tốt hơn. Ví dụ mình nói mọi người cầm cái lọ Royal Enfield, bạn mở ra phát, các bạn bảo đây là mùi đào, ôi mùi đào này thơm cực. Xong các bạn nói 1 tỷ câu chuyện về mùi đào, thì cái đấy là một cái phần mà gợi lên cái sự sĩ diện của mỗi người. Mình cũng thế thôi, thì cũng giống như những người hay nói về nước hoa vậy. Người ta nói kiểu mùi này có một chút ambrosian, rồi ambergris rất là ngon, thêm một chút táo, thêm một chút khói và thêm một chút ABC gì đấy, kiểu thế. Thì kiểu người bình thường kiểu what the fuck, nói cái gì vậy ta. Nhưng mà người chơi kiểu nghe đến ambrosian rồi ambergris nghe đến hay đấy. Đấy, nhưng mà tôi thích những thứ nốt kiểu musky hơn, kiểu leather hơn, kiểu animalic hơn, kiểu như thế. Nó không hẳn là kiểu ambergris rồi nó kia ông kể thì nó cũng là animalic thôi, nhưng mà vấn đề là tôi thích cái gì nó nặng hơn, kiểu như thế. Nghe có vẻ học thuật đúng không? Rồi thực ra thì lúc ngửi lên, người bình thường ngửi lên tôi thấy nó hơi chút ngành ngái, hơi khói khét khét và một chút và rất nhiều cái vị ngọt. Nếu mình đổi táo, cái từ táo mình vừa nói sang từ dừa ấy, thì những ai chơi nước hoa sẽ biết rằng là mình vừa nhắc tới nước hoa nào, rất phổ biến luôn. Giá từ khoảng 5 triệu rưỡi cho đến 8 triệu tùy chỗ bán. Thì đấy, thì quay lại vấn đề khách hàng nghĩ ra sao, thì các bạn sẽ thấy rằng là nếu mà các bạn biết được nó thì các bạn sẽ nói rất là nhiều. Và nó giống như kiểu các bạn nói chuyện về gái vậy, kiểu mấy cậu mà mới lớn ấy, thì kiểu như là có ít trải nghiệm và ít tương tác với xã hội. Thế nên là việc là cậu ấy chỉ quan tâm được với một vài cái góc độ nhất định, giống như kiểu rằng là game này, rồi giày này, một số thứ liên quan tới hip hop, rồi sneaker ABC nọ kia này, chẳng hạn thế, hay mấy lọ sáp kiểu thế. Tức là cái trải nghiệm nó giới hạn theo cái góc độ là bản thân mình với cái màn hình, và các mình sẽ không đi ra ngoài quá nhiều, rồi ABC nọ kia quá nhiều. Thế nên là trong góc độ các cậu ấy, thì những cái thằng mà đi ra ngoài nhiều là hư, và tất nhiên là nó cũng hư theo một góc độ nào đấy mà xã hội ở dưới cái mức tiêu chuẩn của xã hội. Và nhưng mà chúng nó vẫn lại, tại sao mà chúng nó lại có những chinh phục được con gái? Bởi vì thực ra chúng nó đi ra ngoài nhiều, chúng nó có nhiều câu chuyện. Ví dụ hôm nay chúng nó ngã xe đấy, thì cùng một cái ngã xe thì ngày hôm nay nó sẽ ngã rách chỗ đầu gối, ngày mai nó rách chỗ đũng quần, ngày mai nó rách chỗ đít quần, ngày hôm kia nó ngã xe mà nó đập đầu xuống đường, đầu nó méo, nó biến dạng, thì nó lại là một cái câu chuyện khác. Thế nên là bởi vì là người ta có cái để nói thì người ta sẽ sướng hơn là người ta không có cái gì để nói. Nó giống như kiểu rằng là ví dụ bây giờ miêu tả, có người miêu tả cái mùi original clay bản cherry cola bảo anh ngửi giống mùi phở, xong kiểu mình đang nói mỹ phẩm mà mình đang nói bàn về mỹ phẩm, tuy nhiên cái này giống mùi phở,
mùi phở là một người để ăn đúng không ạ, thì ai nghĩ đến phở cũng muốn ăn chứ không phải là một cái kiểu mùi thơm thơm thơm, cái mặc định ở trong cái tâm trí của người Việt này sẽ như thế. Thì kiểu what phở, hay là có nhiều người kiểu người mùi vetiver, tức là mùi cỏ hương bài. Thì mình khẳng định với các bạn luôn, mùi cỏ hương bài với mùi thuốc bắc thì nó cũng kiểu, nếu mà làm ở trong tinh dầu mùi mà không phải mùi nước hoa ấy, thì nó na ná nhau luôn. Và đôi khi mà có những cái loại nước hoa ấy, cả tông chủ đạo chính là cỏ hương bài, nó cũng kiểu một số người nhận diện ra nó là mùi thuốc bắc trước khi mà kịp giới thiệu mùi vetiver. Thì đấy là những cái mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Và tại sao mà mình đang muốn giải thích rằng là cái mùi này nó khá là trung tính và các bạn có thể thoải mái dùng nó. Thì thôi, bây giờ mình sẽ chốt phần này ở đây và mình sẽ chuyển sang phần sấy tóc. Thì các bạn có thể tua hoặc là các bạn có thể bỏ đi đâu đấy nếu các bạn thích xem full clip hoặc là như nào đấy, tùy các bạn. Nhưng mà đại khái rằng là mình không add nhạc vào đâu, lười lắm thề. Bao giờ mà giàu thì sẽ thuê một bạn làm editor nha. Nếu nói bao giờ giàu thôi chứ còn không biết là bao giờ giàu cả, thề. Có khi mà đến lúc mà kiểu làm hết nội dung rồi thì bắt đầu vào giàu thì thế cũng tội. Thế lúc đấy thì mình sẽ làm một cái clip quảng cáo chẳng hạn, thế hoành tráng vào xong rồi chạy một chiến dịch quảng cáo đơn giản là chả làm gì, nó giống như kiểu là tri ân những người đã theo dõi mình ấy, kiểu vậy.
Đây thì quý vị các bạn thể thấy rằng là đây là Northern Light lần 1 trên tóc mình. Và đây là hình ảnh một lần mình chải tóc này các bạn. Này. Nên là mình biết là nhiều bạn rất là xót tóc, nhưng mà cái chính ấy, cái chính các bạn phải hiểu ấy là khi mà các bạn sử dụng một cái sản phẩm nó có độ rít nhất định ấy, thì việc đứt tóc rất là dễ. Tóc bạn càng dài, bạn càng thích sản phẩm giữ nếp cao thì nó càng rít, đúng không ạ? Thì khi mà tóc dài mà dùng sản phẩm rít thì tức là bạn đang tự rứt tóc của mình ra khỏi đầu mình. Và khi các bạn rứt tóc quá nhiều thì các bạn sẽ bị hói, bởi vì nó sẽ, cơ thể nó sẽ có một cái phản xạ, nó sẽ tự tập dần, nó sẽ tự thích nghi với những cái gì các bạn làm với nó ở trong một thời gian nhất định. Thì khi mà nó nhận ra là dấu hiệu là các bạn cứ kéo tóc của các bạn ra và kéo nó đến nỗi mà cái tóc non ấy nó bị giật ra khỏi cái chân tóc ở trên đầu, thì nó sẽ phát ra tín hiệu để bịt cái lỗ chân lông đấy lại, và nó sẽ tạo ra những mảng hói kèm theo cái sự ức chế của cái testosterone ở trong cơ thể, thành ra là các bạn sẽ bị hói. Đấy, nói ra như thế cho các bạn hiểu rằng là tại sao quan điểm của mình dùng sản phẩm rất ít khi mà mình muốn dùng sản phẩm rít. Có thể các bạn đang là những người tóc dày, sợi dày, sợi dễ che, các bạn dùng sản phẩm rít không sao, vì tóc các bạn dễ che rất khó bảo, bạn buộc phải dùng sản phẩm rít có độ dính cao. Nhưng nếu các bạn tóc mỏng, các bạn thích dùng sản phẩm rít thì xin thưa các bạn quay ốm một lượt thẳng hẳn luôn đấy. Tóc mình nói ở đây tóc mỏng, tóc sợi mỏng nha. Còn những ai mà thích dùng sản phẩm rít mà độ kiểu em muốn đóng form trên đầu cả ngày mà nó còn khô, nó còn nọ kia, mà tóc em mỏng thưa ấy, em muốn như thế ấy, thì khẳng định với các bạn luôn là không sớm thì muộn, cho mình xin 2 năm thôi. Cho mình xin 2 năm, các bạn cứ dùng Quicksand đi. Các bạn cứ dùng những cái sản phẩm khô như cả Rider, các bạn cứ dùng những sản phẩm khô như cả Hobby Việt Nam đang sản xuất đi. Cho mình xin 2 năm. Cho mình xin tối thiểu là 2 năm. À không phải tối thiểu, tối đa 2 năm với những ông nào tóc mỏng thưa ngày nào cũng dùng sáp như vậy. Cho mình xin 2 năm. Thế 2 năm sau quay lại lên mấy group tư vấn tóc cho em xin tóc nào, cho sản phẩm nào gội xả nó chống rụng tóc hay như nào, xong lại bắt đầu tư vấn Kevin Murphy plumping với cả mấy con TG David Net tào lao. Nó chỉ là sản phẩm hỗ trợ giảm rụng thôi. Và cái vấn đề giảm rụng nó như thế nào thì điều trị nó khác nhau các bạn. Và khi mà điều trị nó khác nhau, mình khẳng định với các bạn luôn, tất cả ông ở trong group tóc, kể cả mình, đều không có kinh nghiệm và không có, chính xác là không có kiến thức về cách chữa hói, cách chữa rụng. Khẳng định thế luôn cho nó vuông, để cho các bạn đỡ hy vọng rằng là mọi người có thể giúp được các bạn. Nếu các bạn không từ đầu ngay không từ tìm hiểu rằng là cái sản phẩm mình đang dùng nó hợp tóc mình ra sao và mình phải làm thế nào để mình đẹp ấy, đẹp một cách lành mạnh ấy, đẹp một cách khỏe khoắn ấy, đẹp một cách lâu dài ấy, thì mình thề với các bạn luôn là sớm hay muộn gì các bạn cũng phải chịu cái sự đau khổ rằng là mình không còn đẹp nữa. Mà mình nói thẳng với các bạn luôn, đàn ông không để đái gì ấy, nên là đàn ông trẻ lâu lắm, nhìn đàn ông phong độ lâu lắm chứ không phải như phụ nữ đâu. Thế là đừng có kiểu khinh bảo là đằng nào mình cũng hói ấy, theo kiểu là thì đằng nào mình cũng già và mình hói. Nói thẳng ra luôn, ví dụ như bố mình hói rồi nhá, mình có thể có tỷ lệ cao là mình sẽ hói, ok không sao. Nhưng mà với những ai mà không hói, nếu các bạn cứ hành hạ cái bộ tóc của các bạn như thế thì sớm muộn gì các bạn cũng hói. Mà cái kiểu hói này các bạn nghĩ xem, tự nhiên các bạn đẻ một thằng con ra nó cũng hói như các bạn, các bạn có chán không? Rõ ràng. Thì thôi, không nói chuyện hói hủng gì nữa, chúng ta sẽ đi lấy sáp tiếp. Và khi chúng ta lấy sáp tiếp thì chúng ta sẽ xem là chất sáp 2 năm rời nó sẽ như thế nào. Thì đầu tiên là cái trải nghiệm, mình nhắc lại cái trải nghiệm của mình 2 năm trước. Thì với mình đây là một cái sản phẩm rất là rít, rất là khó chịu và rất là bết. Thì hồi trước nha, cái sản phẩm này tại sao lại giống 2 năm trước, mình làm Oquire 2 năm thì mình mang cái sản phẩm này, mang chính cái lọ sáp này qua Oquire. Thì đây là lọ Northern Light đầu tiên tại Hà Nội được lấy về từ Hebrod. Lấy về từ Hebrod để làm gì các bạn biết không? Để thử. Và nó là cái base của con Atlantis by Hebrod. Thì tất nhiên là Atlantis thì cũng không phải là một sản phẩm gì mà quá xuất sắc. Tuy nhiên rằng là nếu mà nói sản phẩm này, sản phẩm đấy quá tệ thì cũng không hẳn.
Nhưng mà nói chung rằng là có được mà không có cũng chẳng sao. Đây các bạn thấy lần 2 mình dùng lên tóc này. Đầu tiên mình xác nhận cho các bạn một số vấn đề sau. Đây đúng là một con paste. Thứ nhất, cái thứ hai, nó đúng là bóng mờ, matte, tức là thỏa mãn yêu cầu mô tả chất xác, matte paste. Đó. Cái thứ ba, nó là strong hold. Ít nhất là ở trên tóc mỏng thưa của mình nhé. Strong hold ít nhất là ở trên tóc mỏng thưa của mình. Còn lên lên tóc sợi dày, có thể xuống lên firm hoặc medium, mình cũng không rõ ràng nữa. Nhưng mà ở đây là strong hold. Tuy nhiên rằng thì Bản thân mình thấy rằng là cái sản phẩm này sẽ rất là khó chịu khi các bạn đội mũ bảo hiểm, và nó sẽ có khả năng bị sập và nó sẽ bị bẹp rất là cao, bởi vì nó có một cái độ nặng tương đối ở trên tóc. Và mình thì mình không có ủng hộ các bạn là tóc mỏng thưa như mình sử dụng cái sản phẩm này cả. Thế nên là các bạn lưu ý giúp mình rằng là cái sản phẩm này sẽ không nên sử dụng cho nền tóc mỏng thưa. Các bạn sắp tóc sợi mỏng nhưng mà mật độ dày hơn, các bạn hoàn toàn để sử dụng nó. Mình không có một ý kiến gì khác cả. Tuy nhiên là nếu mà tóc các bạn mỏng thưa thì không nên, mình khuyến cáo là không nên sử dụng cái sản phẩm như thế này. Đây là kiểu miễn cưỡng thôi, mình vuốt lên, mình cào lên, mình sấy lên cho nó cao, nó phồng lên, sau các bạn nhìn cho nó đẹp đẹp một tí thôi. Chứ còn một chút nữa đây thì mình tin chắc chắn rằng là mình đi ra ngoài thì nó chắc chắn là sẽ bị sập. Thì đấy, nói chung rằng là như vậy. Không ổn lắm trên tóc mỏng thưa. Tóc dày thì có vẻ như là mình theo như mình đọc review của những người tóc dày thì nó lại hơi thiếu giữ nếp. Nhưng mà mọi người đều thích một cái đấy, cái trải nghiệm cảm giác của cái con này. Nó giống như kiểu một cái con sáp ẩm, hoàn toàn ẩm, nó không có một cái gì gọi là khô để bám víu cả. Nhưng mà nó vẫn có một cái độ nhám nhẹ nhẹ, độ mềm ấy, cái độ đàn hồi nhẹ nhẹ ở trên cái mái tóc, ở cái sản phẩm tạo kiểu tóc. Tuy nhiên là nó lại không đủ cái độ dính ở trên cho cái sợi tóc dày, mật độ dày. Thế nên là nhiều người tóc dày sẽ dùng, rất thích dùng con này, nhưng mà thực sự ra mà nói họ không dùng được nó một cách hoàn hảo quá. Thì vậy thì đây là một sản phẩm có đáng mua hay không? Thì nhắc lại cho các bạn rằng là đây là một sản phẩm, mình hôm nay mình làm clip cho các bạn là một sản phẩm 2 năm tuổi. Và mình đọc lại những cái review của các bạn dạo gần đây về nó, về những bản mới, thì mình vẫn thấy nó y nguyên như những bản cũ như thế này. Mình cũng không chắc chắn lắm rằng là nó có y nguyên thật sự hay không. Nhưng mà ở đây là một cái trải nghiệm của mình về Northern Light 2 tuổi, gọi là Northern Light 2 tuổi nha. Còn đấy kia là gọi là Northern Light bình thường thôi. Thì Northern Light 2 tuổi của mình, nó là một sản phẩm xứng đáng để mua, nhưng các bạn phải cực kỳ cân nhắc về kỹ cái vấn đề mùi hương. Nó có thể là mùi rất là trung tính, nhưng mà để mà nói kiểu nó rất là khó tả, vì nó khó tả và nó có một chút hơi hăng hắc của gỗ nữa, nên là nó sẽ khiến cho các bạn nhận được những cái phản hồi mà mình theo mình đánh giá là không hay cho lắm. Thì đấy, các bạn cứ cân đối rằng là có nên mua hay không. Còn nếu mà mình có mua nó thật lại hay không thì xin thưa các bạn là mình không mua. Đầu tiên là bởi vì mình có nhiều sáp rồi, thứ hai là mình không phải là fan của một cái sản phẩm giữ nếp quá cao đó, thế nên là mình sẽ không mua trong góc độ thế. Nhưng mà bởi vì mình có ở đây, bởi vì mình là fan của C-Revel. Mình cứ giống như các bạn ơi, thấy bao bì đẹp thì mình mua thôi, chứ còn mình không ưng cái hiệu năng lắm. Đó, chốt lại là như vậy. Thì hẹn các bạn ở những clip sắp tới. Mình thấy ở đây mình sẽ làm theo một con nữa, đấy là Nostalgic Clay. Tiếp theo đấy nữa thì chúng ta chắc là sẽ qua Gatsby ha. Gatsby, hình như mình chưa làm Gatsby mấy đúng không? Thì đấy, mình sẽ review những cái sản phẩm đấy tiếp theo sau đấy nữa. Thì hy vọng là các bạn đón nhận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh review của mình, và chúc các bạn thật nhiều sức khỏe, luôn luôn đẹp trai, nhớ phòng ngừa Covid và tải ứng dụng Bluezone. Cảm ơn các bạn. Bye bye.